nữa tôi được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, những tình yêu của thành phố Hồ Chí Minh đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào một buổi tối cuối tuần rất tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với showcase của bộ phim điện ảnh Lật Mặt 7 Một Điều Ước, nằm trong khuôn khổ của Liên hoan phim quốc tế lần thứ nhất thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta năm 2024. Và ít phút với tôi thì chương trình chúng ta sẽ được sẵn sàng với món quà đầu tiên ngay trên sân khấu. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến gần hơn với sân khấu của chúng tôi để chương trình sẵn sàng được diễn ra. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với show của Lật Mặt
Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll live this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Chuẩn bị mang đến cho tất cả mọi người rất là nhiều món quà trong buổi tối ngày hôm nay.
đó chính là sự gặp gỡ, giao lưu của dàn cast của Lật Mặt 7 thưa quý vị. Một điều ước, và anh Lý Hải và chị Minh Hà đã chuẩn bị thêm rất là nhiều những phần quà nữa ngay trên sân khấu này để gửi tặng cho tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người chơi từ đây cho đến tối được không ạ? Thank you, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta sẽ cùng nhau có mặt tại đây trong buổi showcase này để nhìn lại một chặng đường phải nói là cũng khá là dài cùng với thương hiệu Lật Mặt, phải không ạ? Trải qua tất cả là 7 phần và kéo dài xuyên suốt gần 10 năm, đã không ngừng thay đổi từ thể loại hành động, hài, kinh dị, gia đình, tâm lý, và luôn luôn tìm tòi những giá trị văn hóa để có được lưu truyền và truyền đạt đến cho tất cả quý vị qua từng sản phẩm của chúng tôi. Và có thể nói là franchise Lật Mặt luôn là một loạt phim điện ảnh đi tiên phong dẫn đầu và luôn là một trong những thương hiệu ăn cắp tại phòng vé của Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những thành tựu mà Lật Mặt của đạo diễn nghệ sĩ Lý Hải đã mang đến chúng ta trong suốt những năm vừa qua. Năm 2018, Lật Mặt 3, Ba Chàng Khuyết đã lọt vào top 2 phim Việt Nam vào thời điểm ra mắt năm 2018. Một tràng pháo tay được không ạ? Và tiếp theo, năm 2019, Lật Mặt 4, Nhà Có Khách trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất trong ngày giỗ tổ. Một tràng pháo tay cho sự tự hào này. Tiếp tục đến năm 2021 thưa quý vị, Lật Mặt 5, 48 giờ đã đứng đầu phòng vé trong 2 tuần liên tục. Và cũng vào năm đó, anh Lý Hải đã được vinh danh với giải thưởng đạo diễn hành động toàn cầu tại Liên hoan phim hành động quốc tế ASEAN Trưng Mông Cổ. Quá tự hào với người đàn ông của chúng ta phải không nào? Và vào năm 2022 thưa quý vị, Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh đã giữ vững ngôi vương phòng vé trong 3 tuần đầu tiên, phá vỡ nhiều kỷ lục, phim Việt có lượng bán vé cao trước nhất mọi thời đại và là phim Việt có số lượng vé bán trong 10 tiếng đầu, mở suất chiếu đặc biệt cao nhất thưa quý vị, vỗ tay lớn hơn nào. Và cùng với bộ phim này, không những vậy thì trên nền tảng TikTok, hashtag Lật Mặt 6 đã đạt 2,2 tỷ lượt xem, phá vỡ mọi kỷ lục, hashtag phim điện ảnh của chúng ta, vỗ tay lớn hơn quý vị ơi. Và năm nay, Lật Mặt 7 đã quay trở lại và hy vọng mang đến cho tất cả mọi người rất là nhiều điều mới mẻ, nhiều điều bất ngờ và những cảm xúc mới. Và chắc chắn rồi, khi mà Lật Mặt 7 quay trở lại thì chúng ta không thể nào cưỡng được cái sự nóng của series Lật Mặt thưa quý vị. Một điều ước không hề giảm nhiệt thì đã thu hút hơn 2.500 người đăng ký casting. Và Lật Mặt 7 đã trở thành hashtag phim Việt Nam đầu tiên đạt 100 triệu lượt xem trong giai đoạn casting trên nền tảng TikTok thưa quý vị. Và với tình cảm của tất cả mọi người, chúng ta có lý do để có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong buổi tối ngày hôm nay, để đến với một showcase để khiến cho tất cả những nghệ sĩ của chúng tôi, tất cả những tâm huyết, những hình ảnh và tất cả những sự đầu tư của đạo diễn Lý Hải cùng với nhà sản xuất Minh Hà muốn mang đến cho tất cả quý vị và các bạn ở phần 7 này. Vì vậy, hy vọng là mọi người sẽ ở đây đến cuối chương trình và nhận hết tất cả những món quà của anh Lý Hải và chị Minh Hà được không ạ? Vâng, thưa quý vị, xin được chia sẻ một lần nữa, Lật Mặt 7 trong năm nay, Lật Mặt 7 một điều ước sẽ là được khởi chiếu chính thức vào ngày, nghe cái ngày kỹ nha quý vị nha, để chúng ta ra rạp ủng hộ những xuất chiếu đầu tiên 26 tháng 4 năm 2024 và được phân loại là phim K, phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha mẹ hoặc là người giám hộ. Và đây sẽ là dịp để cho các khán giả có thể gặp gỡ đoàn phim và hiểu hơn về hành trình franchise của Lật Mặt, và đó chính là lý do của sơ cây trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ có rất nhiều những món quà sẽ dần dần hé lộ trên sân khấu. Và hy vọng rằng mọi người ơi, hãy cùng đến thật gần với sân khấu của Lật Mặt 7 một điều ước để chuẩn bị nhận thêm những món quà. Và các bạn xin được bật mí là hôm nay chúng ta có rất nhiều quà đến từ các thương hiệu rất nổi tiếng mà quý vị rất yêu quý, với những món quà rất hấp dẫn và giá trị. Xin được chia sẻ, chúng ta có cơ hội nhận về cho mình những phần quà là hiện kim, hiện vật trong buổi tối ngày hôm nay, với việc là chúng ta sẽ cùng giao lưu và chơi những trò chơi nhỏ trên sân khấu. Xin được chia sẻ, chúng ta sẽ có những món quà đến từ xe điện AI E-Buy, xe điện công nghệ thông minh, vỗ tay quý vị ơi. Tiếp tục hãy dành một tràng pháo tay đến từ thương hiệu xe điện Blue Ra X16. Và bên cạnh đó sẽ là áo ví ba lô đến từ thương hiệu Midori. Và đừng quên, chúng ta sẽ có những chiếc nón bảo hiểm rất thời thượng và an toàn đến từ Andes. Bên cạnh đó sẽ là bình giữ nhiệt inox cũng đến từ Andes. Và chúng ta sẽ có áo cool mask ly đến từ Hotel Singapore, kem chống nắng đến từ Aichi và nón đông tây Barbershop. Một trong các tay dành cho những món quà trong buổi tối ngày hôm nay. Và mọi người ơi, mọi người bấm nằm để gặp diễn viên chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ?
trước khi mà chúng ta đến với những phần hấp dẫn nhất, người thật, việc thật ngay trên sân khấu, để chúng ta sẽ có những cái phần giao lưu, tương tác, trò chuyện, chơi game, đặt câu hỏi. Thì ngay bây giờ xin mời tất cả tình yêu của chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi là một đoạn trailer. Đây sẽ là một đoạn trailer, đây sẽ là một đoạn video sẽ chia sẻ lại tất cả những cái hình ảnh trong suốt 6 phần lật mặt mà chúng ta đã luôn luôn dành tình cảm thật là nhiều cho đạo diễn Lý Hải. Một tràng pháo tay dành cho video ngay sau đây. Mua vé cùng với gia đình, bạn bè, người thân của mình để ra đạp vào những cái dịp rất là quen thuộc. Anh Lý Hải sẽ luôn luôn chọn để gửi đến cho tất cả mọi người những sản phẩm ra mắt của mình. Đó chính là vào ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 của Việt Nam chúng ta. Một tràng pháo tay dành cho đại diện Lý Hải được không ạ? Và quý vị thân mến, với sự thành công đó, không thể nào không gửi lời cảm ơn đến với các đối tác, các anh chị đại diện cơ quan truyền thông và các trang mạng xã hội, các anh chị diễn viên cùng toàn bộ ekip thực hiện phim. Và đặc biệt là nhờ vào sự yêu thương của tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và khi mà đứng trên sân khấu này thì các bạn cảm thấy là rất là tự hào khi được đồng hành cùng với anh Lý Hải và đoàn phim của mình, mang đến cho mọi người một cái buổi showcase rất đặc biệt. Vì vậy quý vị đừng bỏ lỡ qua khoảnh khắc nào trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây sẽ là khoảnh khắc như vậy. Một món quà tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đón chào sự quay trở lại của DJ Lovely cùng với những nghệ sĩ tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng nghe lại một cái ca khúc OST khá là quen thuộc trong Lật Mặt năm 48 giờ, đó chính là ca khúc Rap Say. Một tràng pháo tay để cùng đón chào sự xuất hiện của DJ Lovely, Gun Kai và Cao Phương Thủy. Xin mời.
đến rất nhiều. Quý vị thân mến, và chúng ta đã mang đến một tiết mục rất là cháy trên sân khấu. Mọi người ơi, nóng hơn chưa ạ? Muốn nóng thì nóng nữa mà. Chắc chắn rồi, từ đây cho đến tối phải quậy hết mình nha. Ok, không vui không về nha. Thank you, xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quý vị thân mến, vào năm 2015, đạo diễn Lý Hải đã cho ra mắt phim điện ảnh đầu tay với tên là Lật Mặt, đã trở thành franchise phim có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và có nhiều tác phẩm nằm trong top thị trường điện ảnh Việt, đa dạng thể loại phim nhất để có thể chiếm lĩnh rất là nhiều những kỷ lục và chiếm trọn được tình yêu của tất cả quý vị và các bạn. Và như chúng ta đã biết, mỗi năm khi mỗi lần mỗi phần bộ phim Lật Mặt ra mắt thì anh Lý Hải cùng với chị Minh Hà cùng với ekip của đoàn làm phim Lật Mặt sẽ luôn muốn đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả của mình ở từng rạp phim, từng xuất chiếu với rất là nhiều những cái buổi cine tour bất ngờ, phải không ạ? Và đã để lại rất là nhiều những kỷ niệm, những hình ảnh tuyệt vời qua suốt gần 10 năm vừa qua. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hâm nóng lại cái không khí đó và tình cảm của tất cả mọi người và sự kết nối giữa Lật Mặt và tất cả quý vị khán giả Việt Nam trong suốt 10 năm vừa qua. Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi đoạn clip cine tour trong suốt 10 năm vừa qua cùng với Lật Mặt. Xin mời. Lật Mặt đến với chúng ta trong suốt những năm vừa qua không ạ? Và đó là ai vậy ạ? Ai ạ? Không để cho tất cả quý vị và các bạn chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ các bạn sẽ được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện đặc biệt nhất trong buổi tối ngày hôm nay, cha đẻ của loạt phim điện ảnh tên trai Lật Mặt, đạo diễn, nhà sản xuất, tác giả, diễn viên, ca sĩ Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Xin mời mọi người cùng đón chào anh Lý Hải và chị Minh Hà, thưa quý vị. Cặp đôi đã kết thúc tới nhau thì chúng ta xin mời chị. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào. Vỗ tay lớn hơn được không mọi người ơi? To nữa nào. Quá trời camera rồi, quá trời điện ảnh rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cặp đôi của chúng ta, mọi người ơi, có đẹp không ạ? Dạ, yeah, và đầu tiên thì xin mời anh Lý Hải và chị Minh Hà. Xin được chào đến tất cả quý vị ạ. Lý Hải và Minh Hà rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chứng kiến tất cả các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay để cùng với Lý Hải, cùng với ekip đoàn phim tổ chức một buổi showcase để giới thiệu cái bộ phim Lật Mặt phần 7 của lại sắp tới. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều, xin cảm ơn. Cho anh nói thiệt luôn, ngày hôm nay anh thấy khán giả tại phố đi bộ đông cỡ này anh thấy sao anh nói? Một điều mà Lý Hải lâu lắm rồi Lý Hải mới có cái cảm giác, một cái cảm xúc như thế này. Hồi xưa thì
được đứng trên sân khấu, được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả thì nó đã quen. Còn lâu lắm rồi Lê Hải không có hát, bởi vậy khi mà bước ra thấy đông quá, cảm thấy bị ngọt. Ví dụ mà xíu nữa mình chơi game xong này kia, mình cho Lê Hải hát mấy bài được mọi người? Được không ạ? Để xíu vô em gài thử coi ảnh chịu hát không nha. Vâng nào, xin được cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều. Và chị Minh Hà ơi, chị có muốn nói gì với mọi người không? Chị gửi lời chào đến mọi người nhẹ nhàng nha, xin mời chị. Minh Hà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả ạ. Vâng ạ. Hôm nay thì tôi nhường lời cho anh Hải đi, tại vì Hà sẽ nói rất nhiều trên sóng livestream của Cine Tour. Và sắp tới thì Lật Mặt cũng sẽ có một chuyến đi Cine Tour rất là dài, và hy vọng là sau buổi showcase này thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở những sự kiện tiếp theo. Ok, mọi người nhé, chúng ta rất là thẹn với chị Hà nhé. Ok, xin được cảm ơn rất là nhiều. Và mọi người đang rất là chờ đợi sự xuất hiện lần này của Lật Mặt 7, với một cái tên đang khiến cho tất cả mọi người cũng khá là tò mò, Một Điều Ước. Vậy thì với chủ đề này, với bộ phim Lật Mặt lần thứ 7 này, không biết là anh Hải có muốn bật mí nhẹ nhẹ cho tất cả mọi người được biết là anh đang ấp ủ điều gì không ạ? Trong Lật Mặt phần 7 này cũng giống như những phần trước, Lê Hải đầu tư xây dựng bối cảnh rất là nhiều. Và trong lần này cũng như thế, thì sẵn đây Lý Hải xin phép trình làng tất cả quý vị xem thử một cụm bối cảnh chính sẽ nằm ở trong cái Lật Mặt phần 7 này, nằm ở Lạc Dương, Long Lanh, Lâm Đồng. Các bạn xem thử như thế nào ha. Và bây giờ anh sẽ khoe mọi người những hình ảnh của phim trường từ khi bộ phim Lật Mặt 7 ngay trên màn hình của chúng ta luôn. Và anh nghe nói đó là một cái địa điểm với một cung đường rất đẹp phải không ạ? Đúng rồi, Lật Mặt trên cái cung đường là phố Hoa và Biển, kết nối giữa Nha Trang và Đà Lạt. Trên cái cung đường đi này rất là đẹp. Lê Hải nghĩ rằng nếu như có dịp, có cơ hội các bạn đến cung đường đó thì các bạn sẽ thấy là rất là tuyệt vời và không uổng phí cái thời gian mà mình đã ra tới ngoài đó. Thì để các bạn xem thử rồi xong xuôi là Lê Hải sẽ nói tiếp theo công bố ha. Vâng ạ, và ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người tập trung vào màn hình chính của sân khấu của chúng ta và đến với những hình ảnh được hé lộ đầu tiên. Đó chính là hình ảnh của phim trường Lật Mặt 7, Một Điều Ước. Xin mời. Lê Hải và ekip đi chọn bối cảnh rất là nhiều để tìm một cái chỗ mà để xây một bối cảnh cho nhân vật chính, đó là nhà bà Hai. Thì cuối cùng Lê Hải quyết định đó là một cái căn nhà ở bên suối, và đặc biệt là ở một cái vùng sâu vùng xa như thế. Khi một bà mẹ đơn thân ở cái vùng ven, đặc biệt là trong cái mé rừng như thế, khi mà xảy ra sự cố, bà mẹ sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đầu ở đó chỉ là một cái bãi đất trống và một cái nhà kho, thì ekip đã quyết định là bắt đầu tháo nhà kho đi và dựng lại từ đầu. Trong phim sẽ có mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Bên cạnh ra nên thiết kế là rất là bay, mộng mơ, nhìn như bên Hàn vậy đó. Tất cả những vận dụng trong nhà phải thật là chu đáo và rất là kỹ. Bắt đầu tới là xung quanh nhà, những cái tấm ván, những tấm gỗ, cây cột và mái tôn xi măng, tất cả đều cũ theo thời gian. Khi mà chúng ta lên hình, chúng ta nhìn giống như một cái căn nhà đã từng sinh sống rất là lâu. Ngôi nhà
của nhân vật chính đó là bà Hai nằm cạnh vườn hoa bất tử. Mà vườn hoa bất tử á, thì hồi xưa á, mọi người lên Đà Lạt thì ai cũng hay mua về làm quà để tặng người thân mình ở thành phố. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây hoa bất tử giống như là ít sử dụng hay sao mà tìm rất khó, và Lý Hải cũng như ekip phải chạy rất là nhiều nơi ở Lâm Đồng, Đà Lạt để tìm giống hoa bất tử mà nó tính hàng ngàn chậu, là cả một cái khu vườn hoa như thế. Hoa bất tử có một cái rất là lạ là khi mà có nước vô thì nó sẽ túm lại, thì bắt đầu đợi nắng lên nó sẽ nở ra rất là đẹp, và làm sao cho nó canh đúng cái ngày nở để cho mình bấm máy. Và chung với bối cảnh của nhà nhân vật chính là nhà của bà hàng xóm cũng rất là quan trọng. Căn nhà của bà hàng xóm sẽ là một nơi ở cho tất cả anh em ekip của đoàn phim, và đặc biệt là cái khu nấu nướng cũng như là nhà vệ sinh. Để phục vụ cho hơn 100 con người thì vẫn không đủ phòng. Thế là anh em phải xây nguyên một dải sàn để cho mọi người ngủ liền. Chơi đủ rồi, chơi luôn kìa. Không ai có thể nằm cái lều này ngoài mình. Không ngờ là nó lạnh hơn Đà Lạt và nó buốt lắm mọi người. Nó lạnh tới mức độ mà răng đánh lô tô luôn á. Rất là lạ lùng mọi người có phát hiện ra điều gì không? Căn nhà này được chân dụng á, mọi người biết từ cái gì không? Ở cái chuồng gà. Để muốn xem một cái gì đó nó mới, nó độc, nó lạ mà nó phải rộng lớn. Cuối cùng Lê Hải đã chốt được là sẽ xây ngôi nhà dưới hình tượng bếp lửa. Xung quanh là những tảng đá và chính giữa là ngọn lửa cháy lên. Bếp lửa nó là biểu tượng của vùng cao, không chỉ ngồi để sưởi ấm mà nó còn thể hiện sự gắn kết ấm áp và tình yêu thương của gia đình. Mặc dù xuất hiện ở trong phim rất ngắn nhưng mà Lê Hải đầu tư cũng rất là lớn cho bối cảnh này vì ý nghĩa của nó. Mong rằng mọi người sẽ cảm thấy thích thú bối cảnh này. Vỗ nào, vỗ tay cực lớn cho bối cảnh của Lật Mặt 7 màu dữ được không ạ? Đúng là đạo diễn Lý Hải của chúng ta không bao giờ là chúng ta thất vọng với cái độ đầu tư hoành tráng. Hồi trước là những cái phim về hành động thì anh cũng khá là đầu tư những cái cảnh cháy nổ rồi bay xe nữa. Và bây giờ cũng vậy, không biết là chủ đề của một điều ước như thế nào, nhưng mà chúng ta đã thấy được rằng anh đã đầu tư một bối cảnh rất là tuyệt vời. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm những cái sự tâm huyết và những cái món quà nào anh muốn gửi đến cho mọi người sau khi mà mọi người đã theo dõi cái đoạn bối cảnh này không ạ? Đầu tiên là cho Lý Hải hỏi một câu là không biết là các bạn có muốn đến thăm phim trường ở trong phim Lật Mặt 7 vừa rồi không ạ? Bây giờ ai rảnh đi Đà Lạt check-in chơi nè. Có không ạ? Bây giờ ai muốn đi bối cảnh của Lật Mặt 7 check-in giơ tay cao lên được không ạ? Giơ tay lên được ạ. Anh ơi, ở dưới đó mình chứa được khoảng bao nhiêu người anh? Ở đó chứa chắc 10.000 người. Trời ơi, cái đó đất sống rồi đúng không anh? Dạ. Thôi để những cái bối cảnh trước khi mà Lê Hải xây xong, làm phim xong thì mình sẽ tháo dỡ ra và bỏ đi. Nhưng riêng cái phần 7 này Lý Hải giữ toàn bộ nguyên một cái khu xây dựng vừa rồi. Và đặc biệt là có một cái con suối rất đẹp dài 1 cây số chảy dài trên cái bối cảnh. Và hôm nay cũng Lý Hải cũng xin bật mí một điều là Lý Hải sẽ chính thức mở cửa free, không có thu vé, không có gì hết nha các bạn. Dạ, yeah, free mọi người ơi. Mở cửa miễn phí nhưng mà chỉ có 2 ngày thôi. Duy nhất 2 ngày là ngày 20 và ngày 21 tháng 4 này, từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Nếu như các bạn nào có thích đến đó check in thử thì Lý Hải sẽ rất là mời các bạn. Dạ, rất là chào đón nha các bạn nha. Và quý vị ơi, và lúc đó là Lý Hải cũng như toàn bộ ekip sẽ có mặt ở đó để tiếp đón tất cả quý vị. Đó, đặc biệt là cái vụ đó. Hồi nãy chúng ta thấy là em thấy là trong quá trình làm phim là em hỏi chị Hà với Hải là mọi người camping cắm trại ngay tại bờ suối luôn hả? Đúng rồi ạ. Mọi người ơi, rất là chill nha. Chúng ta dành thời gian trong 2 ngày là ngày 20 và ngày 21. Nếu mà rảnh thì chúng ta ghé đến với bối cảnh để mà chơi với mọi người nha. Nhưng mà sẽ giới hạn thời gian là chỉ có buổi sáng cho tới buổi chiều. Dạ, 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thôi mọi người. 5 giờ chiều thôi ạ.
Và cái này rất là quan trọng, đó là cách đi. Khi mà các bạn đã đến cung đường, đã đến Đà Lạt thì các bạn đi đường quốc lộ 27C để xuống Nha Trang. Đó là đường hoa và biển. Cái cung đường rất là đẹp. Đó thì các bạn chạy trên giữa đường, các bạn thấy một cái bếp lửa vừa rồi nó to đùng luôn, là các bạn biết đó là phim bếp trường của nhà anh Hải đó. Không phải phim trường studio. Dạ. Đó thì một là vậy, hai nữa là ngày mai Lý Hải sẽ tạo một cái điểm check in cho các bạn. Các bạn cái điểm check in vào phim trường Lý Hải sẽ ra đường đi Lý Hải studio, mong rằng sẽ gặp lại và đón nhận tất cả các bạn có mặt ở đây trong ngày 20 và ngày 21 tháng 4 này. Cảm ơn các bạn. Vỗ tay quý vị ơi. Vâng ạ, và ngày mai Lý Hải sẽ giúp chúng ta định vị cụ thể Lý Hải Studio để mọi người tìm đường cho dễ nha. Và còn thêm một cái món quà nữa, bất ngờ hơn nữa, nhưng mà lần này giới hạn ngắn xíu. Hồi nãy là dành cho tất cả mọi người, còn bây giờ sẽ dành cho 100 vị khách may mắn nhất trong buổi premiere sắp tới thưa quý vị và các bạn. Đó chính là 100 bạn nào may mắn nhất nè, và chia sẻ được câu chuyện tràn đầy cảm hứng của mình về người mẹ của mình, hoặc là về một câu chuyện nào đó về một người mẹ trên những trang TikTok hoặc là trang Facebook của mình. Và sau đó đừng quên kèm theo hashtag là một điều ước Hồ Chí Minh, viết tắt là HCM nếu như các bạn ở Hồ Chí Minh nhé. Còn nếu như Hà Nội thì các bạn hãy hashtag là Lật Mặt 7 cùng với hashtag một điều ước HN các bạn nhé. Vâng ạ, và chị Hà ơi, chị có thể chia sẻ là 100 nhân vật đó sẽ nhận được điều gì đặc biệt không ạ? Thật ra đây là lần đầu tiên mà Lật Mặt tặng số vé premier lớn như vậy. Tại vì thường là premier là sẽ phải mời những cái khách VIP và những cái diễn viên ở trong phim để cho cái buổi ra mắt phim. Dạ, nhưng rồi mà năm nay thì anh Lý Hải rất là muốn dành một cái điều đặc biệt tặng cho tất cả các bạn, không phải là celeb, không phải là nghệ sĩ, vẫn có cơ hội để đến thảm đỏ, dẫn mẹ đến thảm đỏ, chụp hình với lại toàn bộ ekip Lật Mặt 7. Và Hà rất là mong muốn được nghe những cái câu chuyện các bạn chia sẻ về gia đình, về mẹ của mình. Bởi vì Hà nghĩ rằng trong cuộc sống này ai cũng có mẹ, và nếu như mà chúng ta đọc được, nghe được, biết được những câu chuyện truyền cảm hứng từ tất cả mọi người, những câu chuyện mà làm cho chúng ta yêu thương nhau hơn, thì đó là một điều rất là tuyệt vời và chúng ta cần lan tỏa điều đó. Chính vì vậy mà Hà và anh Hải đã quyết định tặng 100 vé premiere để dành cho mọi người chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Rất là mong gặp lại mọi người ở premiere nhé. Mọi người ơi, sẵn sàng nhá, mình chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về mẹ của mình. Nhớ nha, trên TikTok và trên Facebook. Và đừng quên là ngày review của chúng ta đó chính là ngày 24 tháng 4. Vâng ạ, à, cũng là sinh nhật của em luôn á. Trời ơi. Vâng ạ, à, ở Hồ Chí Minh là ngày 24 tháng 4, ngay tại Vivo City quận 7 thưa quý vị. Còn ở Hà Nội thì là vào ngày mấy hả? Hà Nội là ngày 25 tháng 4 ạ. Ở Rau City. Còn 26 thì Lý Hải về ekip sẽ đi cine tour ở Hà Nội. Vâng ạ, mọi người ơi, nhớ nha, nốt lịch lại để cùng gặp gỡ đoàn làm phim của Lật Mặt 7. Và ngay bây giờ, trước khi gặp ở buổi premiere, mình gặp trên sân khấu luôn ngay bây giờ nữa mà. Mọi người đang đất chờ đợi khoảnh khắc này rồi phải không nào? Vì vậy ngay bây giờ, Quốc Bảo, anh Lý Hải và chị Minh Hà sẽ nép qua một bên để nhường sân khấu lại cho những nhân vật chính của Lật Mặt 7 một điều ước thưa quý vị. Hãy cùng chàng chúng ta vỗ tay nồng của Lật Mặt 7 một điều ước ngay trên sân khấu. Xin được giới thiệu sự xuất hiện của những diễn viên Trương Minh Cường trong vai Anh Cường, Abi Minh Khuê trong vai Phải. Đưa mẹ tận từ phương Nam ra ngoài này. Đồng bận á, chắc rảnh à. Cái miệng ăn mắm ăn muối không à. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì rất là tiếc vì diễn viên Abi Minh Khuê thì anh Mỹ đã không đến đây rồi. Đây rồi tham gia cùng với mọi người trong buổi xuân này ạ. Một đôi tay dành cho những người Trương Minh Cường nữa các bạn. Em cũng đi làm cả ngày như anh thôi. Tính toán làm vậy anh à. Và tiếp theo hãy cùng đón chào diễn viên Đinh Y Nhung trong vai Ba Lan. Không thể nào mà người phải tới để lo cho con với con mẹ được anh. Đứa đứa nào cũng bận á, chân rảnh à. Vỗ tay lớn hơn quý vị ơi. Và cặp đôi tiếp theo được giới thiệu luôn, diễn viên Văn Cẩm Tuyên trong vai Tư Hào và Tuấn Nguyễn trong vai Thảo. Này cũng kẹt rồi. Yeah.
diễn viên rất cầm tiếng lần này không là cùng với thức quỷ và họ không cầm với trong má đẹp đôi với cái tầng lớp chứ gì ơi tiếp theo hãy cùng đón nhận thức quỷ của cặp đôi tiếp theo diễn viên trong ban áo vàng lớp đại ảo và diễn viên thánh thức trong bài Giang. Và đây là cặp đôi tiếp theo trong phòng điều ước lạch và bảy. Rất nhiều cặp đôi sẽ xuất hiện trong kịch bản lần này của Lý Hải. Và hãy cùng chờ đợi nó sẽ mang đến những tình tiết và những câu chuyện như thế nào. Và tiếp theo hãy cùng nói chuyện với Trần Phi Mãi trong bài 6 năm cùng với diễn viên Lê Thu trong vai Thi Thi. Em đang lãnh công trình ở đây nè. Mấy đứa đó là cũng bận cho anh rảnh nè. Không cần biết, vâng là một cặp đôi rất thanh xuân, rất đẹp đôi và hơi trai. Và nhân vật dẫn của chúng ta đó chính là diễn viên Thanh Hiền trong vai bà Hai. Một đôi tay dành cho người bà Hai trong lớp mặt bảy của chúng ta nào. Mấy đứa con của tôi có nghe tôi bệnh một cái hả? Nó đô đáo chạy về bà có thuốc quá rồi. Vô nguy hiểm chưa? Thế lần kia 5-6 đứa không đứa nào giúp được cái gì hết chưa? Vâng thưa quý vị, vòng đầu tiên là lối dành cho chàng trai của con mặt bảy một triệu ước nha. Xin mời tất cả mọi người ạ. Và đây sẽ là lời chào của dàn cast của lần mặt bảy một triệu ước gửi tặng đến cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng nào, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và chắc là mình sẽ giao lưu để cho tất cả mọi người sẽ gửi lời chào nhanh đến với tất cả quý vị khán giả được không ạ? Xin mời anh Lý Hải chuyển mic giùm em. Xin chào mọi người Fan của Tính Nguyễn đâu ạ? Rồi bây giờ mình giới thiệu nhanh tên của mình và tên nhân vật trong phim này, xin mời. Xin chào mọi người, mình là Tính Nguyễn, mình trong vai Tư Thắng, vợ của Tư Hậu. Trời ơi, dễ thương. Quán Công Tuyên xin chào tất cả mọi người. Dạ, Tuyên hôm nay may mắn là được tham gia Giang Tư Hậu, một trong những người con của má Hai ở đây. Hy vọng cuối tháng tư này bà con ra là ủng hộ tất cả năm mươi kiếp nha. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, xin được cảm ơn anh Tuyên. Dạ, Trung Minh Cường xin gửi chào tất cả quý vị ở đây. Lâu lắm tôi mới xuất hiện trở lại. Và lần này sẽ là phim lần mặt bảy. Và Trung Minh Cường đóng vai Hai Khôn, anh Hai trong gia đình. Dạ, dạ xin được cảm ơn anh. Một tặng có tay thật lớn được không ạ? À? Dạ, con xin mời má ạ. Xin được gọi là má, tôi nghe tự già quá già. má tên là Thanh Hiền. Trong lần mặt bảy một điều ước lần này là trong vai bà Hai. Bà Hai là mẹ của 5 người con. Coi như là nhân vật chính của chúng ta đó mọi người. Vỗ tay lớn hơn được không ạ? Dạ, con xin cảm ơn hả. Rồi, tiếp tục ở bên đây, xin mời Hải. Quý vị khán giả ơi, cảm ơn mọi người đã yêu thương toàn của lần mặt 6. Và đến với lần mặt 7, một điều ước lần này, Trần Kim Hải vào vai người con út của má Hai. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay rất nhiều ạ. Dạ, trời ơi, Trần Kim Hải ơi, trong phim này vợ của mình rất là xinh nha. Xin mời bạn. Xin được mến chào quý vị khán giả. Em là diễn viên Lê Thu. Và trong phim Lần Mặt 7, Lê Thu vai Sáu Thi, vợ của Sáu Tâm. Cảm ơn quý vị. Dạ em xin chào cả nhà. Em là diễn viên Trâm Anh. Và trong Lần Mặt 7, Một Điều Ước lần này em đảm nhận vai Năm Thảo. Và xin mọi người ủng hộ cho phim vào ngày 26 tháng 4 này tại các cụm rạp nha. Yeah, thank you. Mọi người có nhớ anh Hải của lần mặt 6 không ạ? Lần này anh Hải đã quá kiếp rồi, thành anh Danh rồi mọi người ơi. Anh Danh chồng của Năm Thảo, con rể của bà Hai. Hôm nay cái phong thái anh chắc thẳng luôn. Dạ. Nhân viên Dung xin chào quý vị khán giả. Và trong lần mặt bảy này, Danh Dung sẽ đóng một vai rất là đáng yêu. Chờ đợi ngày 26 tháng 4 để khán giả tò mò nha. Và chồng của Danny Nhung là ba dẹo anh Lý Hải. Trời ơi, lớn chuyện à. Mà cái chữ mà chị Danny Nhung nói là vai dễ thương, hình như trong mặt kép hay sao á.
nhìn mặt chị như là hơi bí mật chút xíu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một lần nữa hãy dành một tràng thật lớn cho tất cả những nhân vật trên sân khấu được không ạ? Và bây giờ để chúng ta dần dần hiểu thêm về kịch bản sắp tới của Một Điều Ước và để xem cái sự hóa thân của tất cả những diễn viên của chúng ta trên sân khấu sẽ hóa thân trong bộ phim lần này ra sao với những hình ảnh bật mí đầu tiên, xin được mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với đoạn trailer của Lật Mặt 7 Một Điều Ước. Xin mời. À, con ngồi ở nhà, bà ấy là ngồi trong này thôi nha. Không có đi ra ngoài, mình nó quá khách lại quát mà vô cầm xe tải luôn á. Em không thể nào mà về chạy tới chạy luôn để lo cho con với cho mẹ được anh ơi. Tôi đến gọi cho mấy đứa kia. Tâm Thảo, lo mẹ được không? Trời ơi, em về chăm thì được rồi đó. Nhưng mà cho quý vị ơi, hãy tập trung vào trailer này. Vì đây sẽ là những câu hỏi tiếp theo đến với Kim Điên Kiệp cho quý vị nha. Là nó chạy vô rồi. Coi thật kỹ quý vị nha. Chân mẹ lành lặn thì còn đỡ. Đằng này chân mẹ như thế mà anh đưa mẹ tận từ Tân Nam ra ngoài này, anh tính thế liệu nó ổn chưa? Nó có nói đâu mà ông già vợ ơi, với bà già chồng thấy không kỳ vậy? Trên xuống lỗ hết rồi, kỹ gì tiền? Lát nữa đưa máy rồi cũng xuống lấy hàng nữa nè. Phải thu hoạch cho xong chứ không thu hoạch kịp đó là ăn cho hết luôn. Ôi không cần bé, tôi giao hẹn 3 ngày tôi trở lại mà không đúng á, tôi đi kiện cậu đó. Con gái gì đâu mà để chỉ nhạn mình vậy? Đã ngon gì chưa bà ơi? Vũ nguy hiểm chưa? Cái lần kia 5-6 đứa không đứa nào giúp được cái gì hết trơn. Mấy đứa con của tôi cứ nghe tôi bệnh một cái hả? Nó đôn đáo chạy về. Bà có phước quá rồi. Ôi bà hai đi đâu sáng giờ không thấy? Thôi chừng ra bờ suối, lũ cuốn trôi luôn rồi đó. Cái miệng ăn mắm ăn muối không à? Bà ơi! Quay trở lại sân khấu. Và ngay bây giờ, quý bà sẽ mang đến một mini game rất là đơn giản thôi ạ. Đó chính là một mini game trả lời câu hỏi nhanh và tất cả những câu hỏi liên quan đến Lật Mặt, đến với đoạn trailer vừa rồi và đặc biệt là liên quan đến những diễn viên của chúng ta nữa. Câu hỏi chính xác này, vì vậy mọi người biết câu trả lời, giơ tay thật nhanh. Tất cả những nhân viên của chúng ta sẽ mang micro đến tận vị trí của tất cả quý vị nha. Vì vậy, cố gắng cho mọi người nha, câu hỏi dễ lắm. Và bây giờ với dàn cast của Lật Mặt 7 trên sân khấu thì Quốc Bảo sẽ mời mỗi nhân vật hỏi một câu cho thú vị được không ạ? Ok, và câu hỏi đầu tiên Quốc Bảo xin được mời diễn viên Trương Minh Trường ạ. Xin mời anh, xin mời anh ra giữa sân khấu nha. Anh giúp em hỏi câu đầu tiên. Dạ. Khuấy lên sân khấu anh Trường ơi. Đầu tiên thì câu hỏi rất là dễ quý vị nha. Dễ lắm, dễ trúng nữa. Bật mí cho mọi người biết là quà là gì luôn cho mọi người thấy hấp dẫn nè. Đó chính là một chiếc nón bảo hiểm đến từ Andes thưa quý vị. Dường như là sau câu hỏi mới được bật mí em à. Câu hỏi dễ lắm. Ai mà sau khi mà Cường dơ, tụi nó câu hỏi xong á, ai dơ tay trước chạy lên đây nghe, hoặc là như thế nào anh hả? Sao mà chạy ai dơ tay, bao nhiêu người dơ tay sao biết hết? Rồi mình chạy vượt hào hay sao anh? Cái ok, sao chạy nhanh. Rồi mọi người tranh thủ giơ tay nha. Giơ tay xong mình chọn. Dạ. Em chọn giúp anh nha. Dạ. Chứ anh thấy là đông quá không chọn nổi đâu. Rồi thì cố gắng nha. Câu hỏi đầu tiên khó cho mọi người nha, tập trung nha. Câu hỏi đầu tiên rất là dễ luôn. Nhớ tập trung nha. Phim là Lật Mặt 7 Một Điều Ước lần này, đạo diễn và kịch bản là ai? Ủa rồi hỏi chưa? cái câu này giống như là cho vậy ta. Anh nói dễ mà, đúng là anh nói dễ mà. Em thấy là bạn nói rất không? Nhanh. Vâng ạ. À, với ngoại hình nổi bật của anh thì anh đã chiếm trọn mình. Rồi em hãy xong bài hả? Đây là câu hỏi của anh Trần Minh Cường ạ. Đạo diễn của phim Lật Mặt 7 là anh Lý Hải và nhà sản xuất là chị Minh Hà. Người ta hỏi cái kịch với đạo diễn không ơi? Kịch bản với đạo diễn. Kịch bản với đạo diễn, giờ chốt một câu nè, đó chính là anh Lý Hải ạ. Đúng rồi. Vỗ tay ạ.
Và anh là... câu này dễ quá, mọi người hết vỗ tay. Đúng rồi, và anh là tên là Trung Minh Cường nha, và Trịnh Minh Cường nha, Trung Minh Cường. Rồi, vâng ạ, xin cảm ơn Trung Minh Cường rất là nhiều. Một chiếc nón bảo hiểm đến từ Andes để gửi tặng cho anh là chúc mừng anh. Câu thứ hai, để nhờ ai đây? Con nhờ... Đây, à, ủa, câu hai hả? Tính Nguyễn, hỏi luôn đi em. Vô, fan quen hôm nay đông lắm, fan của Tính Nguyễn luôn. Ê, nhưng mà hôm nay nhìn khác quá nhờ. Em mưa nhận không ra đó. Em lột xác. Em lột xác luôn. Hôm nay là lột quà gửi tặng cho mọi người nè. Câu tiếp theo, vô. Mọi người nghe kỹ câu hỏi nha. Vai tà hai trong phim bao nhiêu tuổi? Có luôn hả? Ai, ai anh? Bạn nào anh hãy chọn em. Đúng rồi. Ok, bạn Nam nói đi. Dạ, ba là 2, trong phim là 73 tuổi. Chính xác không? Chính xác không? Dạ đúng. Và đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Trời ơi, quá hay luôn, xin được cảm ơn em rất là nhiều. Và một phần quà, chúc mừng bạn đã nhận về một ba lô đến từ... Ủa, các bạn? Cái ly. Ly đến từ Lotte Cinema, xin chúc mừng. Xin được cảm ơn Tấn Nguyễn rất là nhiều. Và câu tiếp theo, con mời má đi. Má ơi, má hỏi giùm con một câu dành tặng cho mọi người một món quà. Ngoại Hiền xin hỏi là bữa nay có fan của Ngoại Hiền không á? Quá trời, có nhưng mà phối bộ luôn Ngoại ơi. Có không à? Ơi, Ngoại Hiền rất là cảm động, tưởng đâu là cái fan là chỉ để dành cho các diễn viên trẻ thôi. À, bữa nay Ngoại Hiền rất là vui. Bữa nay câu hỏi Ngoại Hiền đặt đến để cho tụi con trả lời cũng rất là dễ luôn á. Bắt đầu nha. Những bông hoa xuất hiện nhiều ở trong trailer của Lật Mặt 71 Điều Ước Là Hoa Gì? Do tay quá trời do rồi không? Áo đen bên đây, áo đen đứng hàng đầu luôn, xin mời em. Là hoa bất tử à? Hoa bất tử đó là bạn, đúng không bạn? Xin chúc mừng. Chúc mừng và xin chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một ba lô đến từ Midori. Cảm ơn. Trời ơi, quà bị trộn tập lưng bạc. Xin được chúc mừng các bạn nhận được cho mình một bình nước Andes cùng với bộ phim Lật Mặt 7. Chúc mừng bạn. Con xin cảm ơn má. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo. What the film? Anh ơi, hỏi giùm em. Cả nhà mình đó chuẩn bị nhận quà tiếp nha. Bên đây hả? Hay là bên này? Yeah. Tập trung. Câu hỏi của tôi rất là khó. Tập trung nha. Nhân vật bà hai mẹ Tư Hậu trong phim tên gì? Em, anh Hải đeo bịt mặt ở xa xa. Em ở xa xa, em đeo khẩu trang á. Khoan, anh, cho em xí. Đúng rồi, em đeo khẩu trang đen, đúng nhưng rồi. Nhưng mà cho em xí cái đi. Hả? Anh ơi, mình ổn không? Anh hỏi trong câu hỏi, những câu trả lời sao? Ừ. Cái gì mà nhân vật bà hai tên gì là sao anh? Anh Tuyên ổn không anh Tuyên? Ủa, anh dạ, mình ăn sushi nhiều quá, mình bị vậy hả? Không có, tại dưới này còn người nhà, anh không có thuốc tặng quà mà. Vậy hả? Ừ. Chắc chưa? Đúng không mọi người? Hỏi như hỏi vậy mọi người. Bịt mặt màu đen, anh hãy kêu bịt mặt màu đen. Em bịt mặt màu đen, đúng rồi em đó. Tên gì em nói luôn đi. Tên bà hai. Nguyễn Thị Hai. Đúng không má? Con không nhớ tên má luôn. Trời ơi, không nhớ mà đi hỏi người ta. Chính xác rồi okay, chúc mừng em. Chúc mừng ạ. Bạn nhận về cho mình một ba lô Midori của một phim Lật Mặt 7. Chúc mừng. Vâng, câu tiếp theo. Hải ơi, hỏi luôn đi Hải, Trần Kim Hải. Everybody! Yeah. Yeah, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hải hôm nay Hải xin tới 20 phần quà lận. Nhưng mà không được, không cho. Cho nên là cũng có một phần quà nhưng mà Hải chưa biết đó là gì. Câu hỏi Hải muốn dành tặng cho quý vị khán giả là lý do vì sao bà hai bị mất tích? Lý do bà hai bị mất tích? Ok, hãy thấy ai giơ tay cao? Hãy có nhìn thấy một người đây đi, bạn đi. Ok, anh đang cầm cái khăn rằng hả? Đây, anh này, anh người nước ngoài ạ. À, yes. Yeah. Thật sự ra là khi mà bà ấy bị mất tích á là do bà ấy đang ngồi trong một chiếc xe lăn. Trong một cái chiếc xe lăn đó khi mà bị vấp một phát á là té trên suối rồi xong rồi tất cả mọi người là chốt lại. Chốt rồi. Yes. Và phải nói là đây là một cái tình huống rất là buồn thật sự luôn. Mình cũng mong chờ cái ngày 26 tháng 4 khi bộ phim ra rạp á sẽ được đón nhận nhiều hơn. Và má ơi, con cảm ơn má rất là nhiều. I love you.
Thank you. Xin cảm ơn một gương mặt hôm qua dành cho bạn là một chiếc áo thun đến từ Midori. Chúc mừng. Yeah. Yeah, thank you. Xin được chúc mừng một áo thun đến từ Midori cùng với bộ phim Lật Mặt 7. Và bên phải ơi, nãy giờ chưa được hỏi đúng không ạ? Giờ qua đây nha. Giờ mình qua bên phải. Yeah. Ok. Cả nhà ơi. Lâu lâu, chúc các bạn nào. Còn rất là nhiều phần quà nữa, cho nên là quý vị hãy nhanh tay giơ tay lên để giành quyền trả lời để mà nhận quà nhé. Câu hỏi mà Lê Thu muốn đặt cho quý vị là trong trailer của phim cũng đã có xuất hiện, nếu mà quý vị có xem, lý do tại sao nhân vật Sáu Tâm không về chăm mẹ được. Đó. Bây giờ em chọn cho anh đi, đâu mấy bên đây nè, bên phải nãy giờ chưa nãy được. Nãy giờ mình ở giữa đây ha, bây giờ mình ưu tiên bên cánh tay phải. Các bạn có thể giơ tay cao lên nữa được không ạ? Còn hai bên cánh gà nữa nha, mọi người cứ chọn nha, tất cả mọi người đều có cơ hội nè. Em chọn. Chọn. Một cái bạn nhỏ giơ cái tay lên cầm cái điện thoại. Đừng mà sao nó cay đúng không? Đúng rồi. Xin chào bạn. Bạn áo đen đúng rồi. Áo đen đang mắc kính đúng rồi bạn ơi. Chuyển mic cho bạn. Giúp bạn ở hơi xa một xíu nha. Vâng ạ, à, bạn trả lời to lên ạ. À. Cái gì mang bầu, tôi nghe mang bầu đó. Tại vợ của anh sẽ là mang bầu. Vợ mang bầu đúng không ạ? Chính xác, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một ví Midori cùng một phim Lật Mặt 7. Và bây giờ, Trâm Anh, giúp anh hỏi câu tiếp theo nào. Em thích khu vực nào? Bên phải nè, bên cánh gà. Nãy giờ mọi người. Nãy giờ em thấy cánh gà dưới bên phải, vậy chắc em qua bên trái. Qua bên trái đi em. Cánh gà bên trái ơi. Câu hỏi của em thì nó sẽ hơi khó một chút. Cho nên là mọi người suy nghĩ kỹ nha. Là hãy kể tên các phần lật mặt đã xuất hiện. 3, 2. Kể tên nha. Kể tên nha. 3, 2, 1. Ai là fan cứng của Lật Mặt nè? Kể chính xác, 6 phần. Em chọn anh áo xanh, ở xa. Anh xanh, anh áo xanh. Dạ, đúng anh rồi. Anh có đang phải bận đi chạy xe không ạ? Dạ. Anh đúng rồi, mời anh. Anh có thể trả lời lớn lên được không ạ? Dạ. Không, 6 phần làm trả lời lớn không nghe hết đâu em. Chuyện mít đi em ơi. Đúng rồi. Hình như anh chạy xe cũng nghệ hả? Anh bỏ cuốc luôn, qua đứng chơi với người mình luôn. Rồi, xin mời anh, 6 phần của anh tên gì ạ? Xin trả lời là 6 lật mặt, 6 bộ phim dù đã theo dõi. Và thứ nhất, Cần Thơ. Alo. Dạ. Tên bộ phim anh. Dạ, tên của. Ví dụ như là mặt 7 là một điều ước, dạ, còn 6 phần kia là tên gì ạ? Dạ. Lật mặt hết. Dạ. Thương ảnh quá. Anh chạy xe cả ngày, anh coi phim mà không nhớ tên lắm. Vậy chắc em xin mời một cánh tay khác nha mọi người. Bên này nhiều lắm, bên này fan cứng nhiều lắm nè. Rồi bây giờ mình bỏ tay xuống, 3, 2, 1, bên này fan cứng nhiều lắm nè. Mình bỏ xuống, mình 3, 2, 1, vô lên nha. Để xuống nào, 1, 2, 3, vô lại nè. Để xuống. Rồi. 3, 2, 1, chấp. Chỗ nào vậy? Em chọn đi. Bên này son quá, cái xóm này son quá nè. Cho áo trắng. Áo trắng, đúng rồi, áo trắng. Xin mời em. Để 6 phần nha. 6 phần nha. Lật Mặt. Phim trường. Ba Nhật Huế. Nhà Cô Thám. 4, 8 giờ. Tấm vé định mệnh. Chúc mừng. Wow. Và xin chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một bộ kem chống nắng đến từ thương hiệu IG. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ anh Thanh Tức lựa chọn giúp em một câu hỏi để gửi tặng cho mọi người quà nào. Mọi người ơi, mọi người muốn nhận quà từ anh Đang có được mặt sao không? Ê, anh Đang đi xa lắm nha. Vậy có muốn nhận quà của anh Chanh Lực Mặt 7 không? Câu hỏi đó chính là bối cảnh chính của Lực Mặt 7 nằm ở đâu? Cứ hỏi câu hỏi như vậy thôi. Đâu, Long, Lanh gì đó. Mời anh chọn. Em thấy bên ngoài đường, ở ngoài đường nãy giờ ra. Rồi ngoài đường chưa có. Mời bạn áo thun màu hồng sầm đó. Bạn nữ. Đó, màu hồng, trắng sen. Đây. Hồng phấn, đúng rồi. Đúng rồi. Mỗi cảnh tiếng là mặt 7 nằm ở đâu? Ở đâu hả? Ta
em ơi. Cái gì em? Nó to lên, nó to lên. Đồng ạ. Chưa chính xác cái tên cụ thể. Cụ thể chính xác hơn. Đà Lạt Lâm Đồng ạ. Chưa luôn, cái tên chưa của Đà Lạt là gì? Đà Lạt Lâm Đồng, còn chung chung quá. Rồi. Mất quyền. Cái gì mà người yêu mến lên cho luôn rồi vậy? Bạn được rồi, không được nữa đâu. Sao rồi hả? Ở đằng xa được không? Kế một cái bạn mà cầm cái hũ hũ bằng nữ ở dưới đó được không? Do nón nè. Ok, bạn nói bạn giúp nón bằng cáo hoặc xanh lá đi hả? Hồng xanh, dạ qua anh xin mời bạn. Màu hồng chỉ xanh lá. Đâu? Lạc Dương Lâm Đồng. Lạc Dương Lâm Đồng, chính xác à? Không đúng. Muốn tên cụ thể của cái lạc cái tên đúng mà. Khoan, quan trọng nhất là cái tên là Lạc Dương. Cái tên của Lạc Dương. Nói để lần này chúng ta sẽ lên thăm quan tại vì Long Lắc à. Lạc Long Lắc. Cái gì? Long Lá gì với Long Lá? Long Lắc à. Long Lắc thì gì em nghe cái gì Long Lắc kìa. Rồi, bộ bạn nữ ở giữa đó kìa, áo đen. Áo đen ở giữa. Đúng rồi, bạn. Rồi, trả lời đi em, đúng rồi. Tên gì? Trả lời liền luôn. Từ Long, từ lên Lâm Đồng. Còn Long, còn Long, Long Đồng. Chính xác cái này. Long Lắc đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Chúc mừng. Chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn câu hỏi cá cồng kềnh đến từ Thanh Thức. Quá đổi. Vâng ạ, à, chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một chiếc áo thun đến từ Midori. Vâng ạ, à, xin mời chị Đinh Dung ạ. Quý vị khán giả ơi, và đây là câu hỏi cuối cùng cũng rất là dễ luôn. À, sau khi mọi người coi trailer Lật Mặt Bảy rồi, mọi người cho Đinh Dung là đứa nào tên Sydney cho nhiều quà. Cảm ơn. Cái tên nào? Giơ tay cao nè. Ồ, lạc những em chưa không rồi. Anh leo lên đầu bạn anh luôn kìa. Trời ơi. Mời bạn. Trời ơi, cái gì mà leo quá leo rồi. Áo màu đỏ. Bế nhau để nhập bà luôn. Mời bạn lên sân khấu luôn. Mời bạn. Vì hành động leo lên đầu bạn mình. Chúc mừng bạn đã nhận được một suất may mắn trả lời khi đứng bên cạnh các diễn viên của chúng ta. Trời ơi, mang dép nhìn cưng ghê không? Gì đâu, hơn nữa mà còn xà lỏng á. Xin mời em. Thưa mọi người, em hơi rung. Không có gì rung hết, bé từ từ thôi. Không. Dạ, cảm nghĩ của em xem được cái trailer phần 7 của Lật Mặt. Không có xỉu nè, Phần 7 của gì ta? Lật Mặt phần 7, em nhớ gì đó được rồi. Lật Mặt phần 7, một điều ước. Ừ. Em thấy anh thấy luôn. Chú Lý Hải có đầu tư vào cái bối cảnh và Rõ quá. Vỗ tay quý vị ơi. Có đầu tư vào cái bối cảnh và nhập tâm, nhiệt tình là một người đạo diễn. Và anh thấy em khá đầu tư cho câu trả lời của mình. Coi xong cho nó cảm xúc sao? Thấy sao nói vậy? Của em thì nó cảm thấy ý nghĩa là người mẹ. Em không có nhớ mẹ không? Nhớ mẹ. Mà thân không có gì hơn thì ngày mấy? Ngày 26 tháng 4 em sẽ ra ủng hộ đạo diễn chú Lý Hải và toàn bộ ekip rồi. Đồng phim. Cảm ơn em, nhớ dẫn mẹ đi nha. Ok, thank you, vỗ tay được không ạ? Quá dễ thương luôn. Xin được chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một chiếc áo thun đến từ Gourmet cùng bộ phim Lật Mặt 7. Trời ơi, bé luôn. Bạn bây giờ còn rung không? Rung thiệt luôn mọi người. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều mà đã bắt tay dành cho bạn đứng trên sân khấu và đứng bên cạnh anh Lý Hải và dàn cast nữa thì chắc chắn là phải rung rồi ạ. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn.
Và bây giờ thì chúc mừng mọi người, chúng ta vẫn còn những chiếc xe máy, những chiếc xe điện, xe đạp đằng sau nữa. Vì vậy mọi người ơi, chờ nha, chúng ta còn rất nhiều quà nữa. Và bây giờ trước khi chia tay với dàn cáp trên sân khấu thì chúng ta chụp chung một tấm ảnh lưu niệm được không ạ? Ok, xin mời dàn cáp của Lật Mặt 7 một điều ước sẽ quay ngược lại để chụp hình chung với tất cả mọi người. Cho Lý Hải chụp chung tấm hình làm kỷ niệm nha, không biết khi nào có cơ hội nha. Rồi rồi, alo, từ từ đó, nhờ tất cả mọi người vô số 7 lên nha, Lật Mặt 7 nha. Rồi chưa các bạn, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, 4. 50 ngàn tỷ. Một cái nữa nè, một cái nữa nè. Rồi, ai vô đây đi. Gần hơn với mọi người nào. Ok, số 7 nha. Xuống một bước nữa để mình thông gian khán giả nè. Rồi đưa số 7 nha, 7 ngón tay nha, 7 ngón tay ha. Rồi chuẩn bị. Không bao giờ 10 ngón luôn. Mọi người ơi, mình sẽ có một cái khẩu hiệu chung với nhau. 1, 2, 3, Lật Mặt 7, một điều ước. Yeah nha mọi người. Không, ok. Không thanh như đó, 3, 2, như là 7. 1, 2, 3, Lật Mặt 7, một điều ước. Yeah. Tiếp rồi. Yeah, thank you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Yeah, và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau ra đạp thật là sớm để gặp gỡ những nhân vật của Lật Mặt 7 vào điều ước trong phim quý vị nha. Và ngay bây giờ sẽ để cho tất cả mọi người không dừng lại ở cái không khí này, sân khấu chúng ta sẽ nóng hơn nữa với một phần quà, đó chính là OST của Lật Mặt 7 một điều ước. Và chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của một nam rapper tròn tròn dễ thương nhưng mà cái giọng nói rất là cool. Ai à, một đồng ở đây cùng đón chào OST của Lật Mặt 7 một điều ước cùng với You Know Big Boy. Let's get. Hey, mình tới. Có những gương mặt thân quen. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Và Juno có mang đến cho một người một bài này thì Juno nghĩ là mọi người chưa ai nghe bài này cả, bởi vì đây là một sân khấu đầu tiên mà Juno sẽ trình diễn bài này. Yeah. Và đó cũng là bài nhạc phim của Lật Mặt 7. Có hai bài nhạc phim lận nhưng mà Juno hôm nay sẽ diễn bài của mình trước. Yeah. Thì bài này của Juno là Dù Con Đã Khôn Lớn. Và lần này Juno có đến cùng với những người anh em của mình, tổng đài, những người đã làm lên bài hát này cùng với Juno. Mong là mọi người lắng nghe. Let's go. Let's go. Dù giờ con đã khôn lớn nhưng vẫn nhỏ bé khi ở bên cạnh mẹ. Cơn đau nào hạnh phúc hơn lúc được nhìn thấy con trai đi không một vòng thế gian, con vẫn chưa thể đi hết con đường của mẹ. Giờ con chỉ muốn ao ước như lúc xưa ở trong lòng mẹ. Chẳng đã từ lâu xung quanh thân anh lo toan tràn ngập trong tâm trí. Con đã quên hỏi han, cuộc gọi vội vàng cũng đã vơi dần đi. Chợt nhận ra con chưa từng đủ quan tâm để biết nên đã bỏ lỡ câu hỏi giấc mơ của mẹ là gì. Mẹ chưa từng nói với người khác, mẹ chưa từng than cho một ai, mẹ chưa từng cùng ta dù đời này khó khăn nhưng các mẹ vẫn cõng con trên vai. Mẹ chưa từng đỡ con lên dù khi bụng đói, mẹ chưa từng để con xem mẹ chưa thiệt thòi, mẹ chưa từng kể về điều ước của riêng mẹ hay thật do con thấy mẹ con chưa từng bao giờ hỏi bao lâu nay con đã cùng tôi đồng tan. Con không ngồi đâu vì bên trong tầng sâu. Cái bài đã lâu nên ba mẹ già mong con chỉ mong thành công ta sống được liền.
khi ở bên cạnh mẹ, có cơn đau nào hạnh phúc hơn luôn được nhìn thấy con chào đời. Vì không một vòng thế gian, con vẫn chưa thể đi hết quãng đường của mình. Giờ con chỉ muốn ao ước như lúc xưa trong lòng mẹ. Dạ, yeah. Xin giới thiệu mọi người một lần nữa, tổng đài ạ. Let's go! Yeah. Mình muốn thay đổi không khí một xí không ạ? Mình quẩy hơn nữa không ạ? Yeah. Và bây giờ em sẽ không để mọi người chờ lâu. Một bài quen thuộc nhất mà mọi người có thể đã biết đến em qua bao nhiêu lâu nay. Bài gì ạ? Hổng hổng gì? Hổng dám đâu ạ? Ôi ôi. Hổng dám đâu rồi, let's go! Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Mong mọi người chụp với khách nhã một tấm mình không ạ? Rồi, yeah. Ok. Chụp với khách nhã một tấm nha. Dạ. Mình đứng này thấy hết không ta? Em xuống không anh? Ok. Xuống đây à, không thấy hết được. Xuống đây thấy hết không anh? Để xuống. Ok. 3, 2, 1, yo! You know me, yeah. Boy. Pui, pui, pui. Mọi người nhớ tới nào đón xem lần bằng 7 một đứa nha cả nhà. Let's go! Ok, thank you. OST đầu tiên thôi. Và chúng ta vẫn còn một ca khúc OST của Lật Mặt 7 một điều ước nữa. Và bây giờ sẽ tiếp tục mang đến những món quà tiếp theo dành cho tất cả mọi người. Quốc Bảo xin được bật mí là chúng ta sẽ còn những phần quà rất là hấp dẫn à. Và ngay bây giờ mọi người ơi, chúng ta tham gia trả lời câu hỏi cây hút được không ạ? Điện thoại của mọi người đâu hết rồi nào?
hãy cùng lấy điện thoại của mình ra và chuẩn bị quét mã QR code của chúng tôi và đến với phần trả lời cây út để có cơ hội chinh phục cho mình những giải thưởng rất hấp dẫn à. Đó chính là xe đạp điện Blu-ray X16. Bên cạnh đó, phần quà tiếp theo đó chính là xe đạp điện AI E-Bike cùng với ví Midori. Tiếp theo đó chính là nón Đông Tây Barbershop và những chiếc áo thun của Gourmet. Và bên cạnh đó chính là những bộ kem chống nắng đến từ IG. Đó, hấp dẫn chưa? Xe điện và xe đạp điện nè mọi người ơi, lấy điện thoại của mình ra và tham gia game cây hút ngay và luôn nào. Rồi, thao tác đầu tiên, mọi người lấy điện thoại của mình ra, quét mã QR code ngay trên sân khấu và đặt tên sao mà dễ nhớ nha các bạn nha, dễ thương nè, thêm số điện thoại đuôi của mình nữa càng tốt nha. Thanh Thanh Bé Vân, rồi Minh Anh Mè, Kiều Diễm, Kim Huyền, Thùy Trang, quá trời tên rồi. Chúng tôi xin tổng kết là hiện tại đã có 300 người đăng nhập rồi. 330, 345, 356 người. Tiếp tục nào. 370 mấy người. Wow, rất hấp dẫn. Nhưng câu hỏi rất dễ à. Đạt 450 à. Vâng ạ, à, phố đi bộ của chúng ta hôm nay có bao nhiêu người nào? Trời ơi, thưa quý vị và các bạn, người mẫu thân thích đang ngồi trên chiếc xe điện của chúng tôi. Và nữ diễn viên Đinh Y Nhung đã lựa chọn chiếc xe đạp điện. Rồi, 600 người tham gia rồi. Tiếp tục nè mọi người ơi, tăng con số này nhanh lên. Nhiều hơn nữa nào. Mình còn bao nhiêu phút nữa? Ok, chuẩn bị chốt đơn nha. 10 giây nữa mình khóa cổng đăng nhập lại nha. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại anh Quách Ngọc Thiên và anh Thanh Thức đang ngồi trên chiếc xe đặc biệt đến từ thương hiệu. 800 người tham gia rồi ạ. À. Thưa quý vị, chiếc xe đặc biệt vừa rồi đó chính là chiếc xe đến từ thương hiệu AI E-Bike và diễn viên Đinh Yên Nhung đang ngồi trên một chiếc xe đặc biệt rất thời thượng đến từ thương hiệu Blura X16. Và 5, 4, 3, 2, 1, khóa cổng đăng nhập ạ. Ok, và chúng ta đang có gần 900 người tham gia cây hút. Và câu hỏi đầu tiên sẵn sàng. Rồi mọi người mình né tí xíu cho ở dưới thấy màn hình nha. Phân cảnh một lối khổng lồ, bị mưa lũ cuốn bay và sạt lở trong lật mặt ba chàng quyết đã được thực hiện như thế nào? Xin mời. À, quay tại một hòn đảo của Philippines trong mùa bão lũ. B, dựng mô hình núi giả cao 10 mét cùng với sự trợ giúp của 7 cây phun mưa. C, quay tại ngọn núi gần thác Mai và phim khám phá được khi đi tìm cảnh. Và D, quay tại ngọn núi gần thác Mai và xử lý hậu kỳ ở Thái Lan trong 6 tháng. A, B, C hay D ạ? À? 335 người chọn câu B. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Câu đầu tiên chỉ có 1/3 khán giả trả lời đúng thôi nha. Cố lên quý vị ơi. Jim nè đang ở vị trí thứ nhất thưa quý vị. Chúng ta đến với câu thứ hai. Người con thứ bảy của nhân vật bà Hai trong phim làm nghề gì? A, kinh doanh bất động sản. B, đánh bắt hải sản. C, thầu xây dựng. Và D, cả ba đáp án trên đều sai. Đáp án nào đây? 4, 3, 2, 1. Chúng ta đang có wow, 453 người chọn câu D là cả ba đáp án trên đều sai. Vậy thì đáp án chính xác đó là đáp án D. Chúc mừng các bạn. Mây Mây đang vượt lên dẫn trước với vị trí thứ nhất ạ. Chúng ta đến với câu thứ ba. Dạ, thứ tự chúng ta sẽ thay đổi liên tục nha. Vì diễn viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn làm phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước có số tuổi là bao nhiêu? 10 tuổi, 4 tuổi rưỡi. Trời ơi, 4 tháng tuổi, 5 tuổi. Có dụ 4 tháng tuổi nữa nha, từ từ nha. Và đáp án sẽ là
A, B, C. C, 4 tháng tuổi là đáp án được lựa chọn nhiều nhất. C là câu chính xác ạ. Chúc mừng. Yeah. Thứ hạng tiếp tục thay đổi. Và Minh Tâm đang vươn lên vị trí đầu tiên thưa quý vị. Tiếp tục đến câu tiếp theo nào. Ở lần đầu tiên, phần phim đầu tiên của Lật Mặt 7 ra mắt vào thời gian nào? A. Tháng 4 năm 2015, B. Tháng 5 năm 2014, C. Tháng 5 năm 2015 và D. Tháng 4 năm 2014 à. Và lần đầu tiên này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi quý vị nha. Đây là câu thứ 4 rồi. Ai trả lời chính xác lần đầu tiên, các bạn sẽ nhận ngay về các bạn xe đạp điện Blura X16. 400 người lựa chọn đáp án A và đó là đáp án. Xin mời anh Lý Hải. Tháng 5 2015 ạ. Trời ơi, rất là tiếc, đáp án C mới đúng các quý vị ơi. Và người đang đứng đầu đó chính là Bùi Lê. Câu cuối cùng của lượt đầu tiên đó là, trời ơi, sao tao ấm nhơ mắm nhắc mà hùng hạp gì ở đây, là câu thoại của A. Lâm Mạc Văn Khoa nói với Hiền Võ Thành Tâm trong Lật Mặt 48 giờ. B. Bảy Trộn Lâm Lý Hải nói với Bình Mạc Văn Khoa trong Lật Mặt Nhà Có Ma. C. Đức Huy Khánh nói với Tâm Song Luân trong Lật Mặt Ba Chặt Quyết. Và D là Phương Quốc Cường nói với Phát Huy Khánh trong Lật Mặt 6 à. Và đó là A. A là đáp án. B là câu chính xác. Dạ, rất là tiếc, B mới đúng à. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với kết quả ở lượt đầu tiên. Xin được chúc mừng chủ nhân chiến thắng đó là, xin được chúc mừng giải ba của chúng ta với tên là Bơ. Chúc mừng giải nhì là Minh Tân và giải nhất đó là Bùi Lê. Bùi Lê thưa quý vị. Bùi Lê xin mời. Bùi Lê. Và xin mời tất cả mọi người sẽ cùng nhận phần quà của mình. Xin mời các bạn lên sân khấu. Giải ba sẽ nhận về cho mình một nón Barber Shop. Giải nhì nhận về cho mình một ví Midori. Và giải nhất là một xe đạp điện Blura X16 thưa quý vị. Xin mời ba bạn may mắn được lên sân khấu. Đây giải hai. Xin mời ba bạn sẽ đứng giữa sân khấu ạ. À. Đây vẫn còn ạ. À. Vâng ạ, một đám mây lửa để chúc mừng cho ba nhân vật may mắn và xuất sắc của chúng ta ở lượt chơi đầu tiên ạ. À. Giải ba bên đây ạ. À. Và với những giải thưởng gọn và nhỏ thì chúng tôi sẽ trực tiếp trao cho tất cả quý vị. Còn hai chiếc xe đặc biệt này thì quý vị yên tâm nha. Hãy gặp ban tổ chức của chúng tôi đằng sau cánh gà và để lại thông tin của mình. Và sau đó các bạn sẽ nhận trực tiếp về cho mình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi xin mời mọi người chụp ảnh nha. Xin cho một cháu tay à. Rồi, 1, 2, 3. Ok. Thank you, xin được chúc mừng các bạn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình tiếp lượt thứ hai nữa nghe. Lượt thứ hai anh hả? Lượt thứ hai. Vâng ạ, lượt thứ hai thì lượt thứ hai là chiếc xe cái bên đây ạ. Chiếc xe còn lại. Ồ, rất là thời thượng nha. Và bây giờ xin mời mọi người tiếp tục đến với câu hỏi thứ 6 của chúng ta. Và lần này xin mời mọi người tiếp tục đăng nhập ạ. À. Thank you.
280 mấy, 90 mấy, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506. Em biết là anh Lý Hải vừa đến con số đó mà anh Lý Hải rất là vui trong ngày hôm nay. Đọc không kịp ạ. Rất là vui với tình cảm của tất cả mọi người à. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp tục thì đừng dừng lại. Ok. Dạ, 700 người rồi, 702 rồi, 703, 704, 750, 706, 707, 708, 709, 800. 10 giây cuối cùng để chốt sổ nào. Ok. 5. Cho 1.000 đi ha, cho đẹp nha. Cho 1.000 cho đẹp ha. 3 5 4 3 2 1 1.000. 1.000 rồi. Chốt đơn ạ. Vẫn tiếp tục, con số vẫn đang tăng rất nhanh. Ai cũng rất là mê, sẽ làm điện ạ. 1.028 người tham gia rồi. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta ở lượt này đó là: Lật Mặt lần đầu tổ chức mô hình casting online cho phép người tham dự tự quay clip gửi về trên diện rộng vào khi nào? Chúng ta có 4 đáp án ạ. A là Lật Mặt 48 giờ với đề bài Tự Do cùng điều kiện clip dài trên 1 phút. B, Lật Mặt 48 giờ với đề bài Bạn sẽ làm gì nếu chỉ được sống trong hơn 48 giờ nữa. C, Lật Mặt 6 thống đế định mệnh với đề bài Bạn sẽ làm gì nếu bị mất 20 tỷ. Và D là đáp án cuối cùng của chúng ta. 335 người chọn đáp án B, đúng không anh Hải ơi? Chính xác. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Sau câu đầu tiên, chúng ta đang có danh sách thứ tự đứng đầu, đó chính là bạn Như. Chúc mừng Như. Câu thứ hai bắt đầu. Đạo diễn Lý Hải đã từng tham gia vào bộ phim chiếu rạp nào của Hollywood? A. Lồng tiếng cho phim Kẻ Cắp Giáng Sinh, The Grinch. B. Lồng tiếng cho phim Đẳng Cấp Thú Cưng, The Secret Life of Pets. Và C. Tất cả đều sai. D. Cả hai đều đúng. Tham gia lồng tiếng nha các bạn nha. Lồng tiếng cho một bộ phim điện, một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng ngoài rạp. Và đáp án chính xác. Đó là A. Đáp án A. Lồng tiếng cho phim Kẻ Cắp Giáng Sinh, The Grinch. Và danh sách của chúng ta vẫn đang thống trị bởi Như. Chúc mừng Như, một cô gái rất xuất sắc. Câu thứ ba. Lật Mặt 6 tấm vé định mệnh xoay quanh câu chuyện gì? A. 5 người bạn thân và tờ vé số độc đắc trúng 138,8 tỷ. B. 5 người bạn thân và tờ vé số độc đắc trúng 138,6 tỷ. Hai con số nha các bạn. C là 136,8 tỷ. Và D là 136,5 tỷ. 136,6 tỷ ạ. Và đáp án chính xác đó chính là, xin mời Tân Đức. 136,8 tỷ. Xin được chúc mừng tất cả mọi người đã lựa chọn đáp án C. Thưa quý vị, Như là thế lực nào? Như là ai? Chị Như đang đứng ở đâu? Mà chị Như chơi cái đúng rồi vậy. Vẫn đứng đầu thưa quý vị sau 3 câu. Câu tiếp theo. Lát Như chị tôi xin biết kỹ cho Như. Dấu chấm. Trong câu thoại sau, trong Lật Mặt 48 giờ, người miền Tây chất phát chứ không biết, chất ngát. Lên luôn. Lên luôn tụi bay ơi. Hay là lên luôn bạn hiền của tao. Hay là lên luôn chú Tư của con ơi. Hay là lên luôn chứ ngán gì tầm này. Và chính xác. Đáp án chính xác đó là C.
Để coi coi lần này Như còn ở đó không ta. Ủa chưa tổng kết luôn. Rồi sau câu này luôn nha mọi người nha. Một đặc điểm đáng yêu của Hoa Bất Tử được đạo diễn Lý Hải đã từng nhắc tới trong video clip hậu trường của bối cảnh phim của mình. A. À, Hoa Bất Tử nở ra khi có mưa xuống nên đoàn phim phải chọn quay sau để mưa. B. Hoa Bất Tử dần mai một nhưng ekip may mắn tìm được một khu rừng Hoa Bất Tử rất đẹp. C. Hoa Bất Tử ghép lại khi có mưa xuống và nở ra rất đẹp khi có nắng lên. Và D. Hoa Bất Tử trồng tương đối khó cho nên ekip phải trồng hoa trong lồng kính tầng. Con kia nó nhận 2 điểm. Câu chính đó là câu C. Câu C. Và xin được chúc mừng 4.500. Ba giải cho chúng ta. Như đã xuống thứ 2 rồi hả? Ai mà dữ vậy? Xin được chúc mừng Cách Tiên. Và xin được chúc mừng GVM. Xin mời các bạn xin mời mọi người có nick em lên sân khấu. Hồi nãy Đức thấy có một cái nick em là thua làm lại mà không biết làm không được thì sao mất tiêu rồi. Và xin được chúc mừng chúng ta có ba giải. Giải ba là một bộ kem chống nắng đến từ Aichi. Giải nhì là một áo Gourmet và một giải nhất xe đạp điện. AI Divine. Yeah. Cái xe siêu dễ thương luôn mọi người. Xin được chúc mừng. Trời ơi. Chúc mừng em đã nhận về cho mình một chiếc xe đặc biệt rất thời thượng, AI Divine. Vâng ạ, à, xin mời mọi người sẽ ra giữa sân khấu để chúng ta chụp một tấm ảnh chung ạ. Rất là hợp lý luôn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ ai cũng có thể chơi được. Ở gần đến ta đều quyết mã QR code được hết ạ. Vâng thưa quý vị, chị Minh Hà và anh Lý Hải nói là còn nhiều quà lắm. Chút xíu nữa là thêm một cái tour cây hút nữa phải không chị? Chút xíu nữa là anh kêu là anh sẽ tìm một cái game nào đó để chơi với mọi người vì còn quà ạ. À. Và trong thời gian sắp tới nếu như mọi người review Lật Mặt 7 một điều ước với những hashtag quen thuộc của chúng tôi là hashtag Lật Mặt 7 và một điều ước. Và bên cạnh đó chính là hashtag review Lật Mặt 7. Và khi mà các bạn xem phim thì các bạn sẽ nhận thêm được rất là nhiều món quà đến từ ekip của đoàn phim Lật Mặt 7. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là một phần trình diễn có 102 rất đặc biệt thưa quý vị. Từ nãy thì chúng ta đã gặp gỡ dàn cast người lớn rồi. Những giai điệu rất là hot trend trong khoảng thời gian gần đây. Chúng ta có thể nhún nhảy chung với các bé được không ạ? Và ngay bây giờ dành một trong các tên lớn để cùng đến với tiết mục tiếp theo. Yeah, so cute, quá dễ thương phải không ạ? Hãy cho một đôi tay dành cho Rio, Jerry, Sunny, Mio, Nancy, Hồng Anh, Phương Hoàng Long, Lương Nguyễn Việt, Sunny, Vũ Chí và bên cạnh đó là diễn viên Tấn Nguyễn, Chaman, Lê Thu, Hồng Tám, Mỹ Tiên và Dương Mai Linh. Yeah, vỗ tay lớn hơn được không ạ? Trời ơi, quá dễ thương tụi con ơi, cảm ơn tụi con rất là nhiều. Xin được một mấy với mọi người, đây chính là những gương mặt diễn viên nhí xuất hiện trong Lật Mặt 7 một điều ước. Và bật mí với mọi người, trong bộ phim lần này có sự xuất hiện của bốn thiên thần của gia đình Lý Hải và Minh Hà nữa hả? Đầu tiên sẽ là lời chào đến từ anh cả, đó chính là Rio, xin mời con. Dạ con, cho con xin gửi lời chào đến các cô chú và các anh chị ạ. Con là Rio, con của ba Lý Hải. Trong phim Lật Mặt 7 lần này thì con trong vai hai khôn lúc nhỏ. Công việc của con là bán cà phê, hái cà phê. Buổi tối thì con về con trông em ạ. Thì con cảm ơn ạ. Vỗ tay ạ. Rất là điển trai và cá tính các bạn. Và tiếp theo xin được mời bé Cherry. Dạ con
11 tuổi. Năm ngoái con đóng vai bán vé số, năm nay con đóng vai con chở hành. Về hái cà phê và bán cà phê con đóng vai 3 lần lúc nhỏ ạ. Người ta lên đời nha mọi người nha. Năm ngoái bán vé số, hôm nay bán cà phê rồi. Dễ thương quá. Rồi tiếp theo xin mời bé Sydney. Con tên là Sydney, năm nay con 10 tuổi. Năm trước con bán vé số 2. Năm trước mình bán vé số, năm nay mình bán gì? Dạ, hàng cà phê thứ hai. Bán hàng cà phê thứ hai luôn. Nói chung là hai bé lên đời từ vé số mình dần kinh doanh cà phê rồi. Còn bây giờ chúng ta đến với cậu Mio. Con chào tất cả chú và anh chị. Con tên là Mio. Năm nay con 8 tuổi. Con đóng vai gì? Con đóng vai tên gì? Tư hậu lúc nhỏ đúng không? Vỗ tay quý vị ơi. Quá là dễ thương ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng truyền mic cho những người bạn để giới thiệu. Xin mời con tiếp tục giới thiệu về mình và vai diễn của mình ở trong lần mặt 7. Con xin chào tất cả mọi người. Con tên là Ngân Chi, năm nay con 13 tuổi. Và con trong vai bé Huỳnh, con của mẹ Thấm và ba Hậu ạ. Dạ, xin được cảm ơn con. Chào tất cả mọi người, và con là Hồng Anh, đóng vai Thu, con 12 tuổi và con của Mỹ Lành và ba Dẹo ạ. Dễ thương quá. Dạ, con xin gửi lời chào đến các cô chú và anh chị. Con là Vua Hoàng Long, con 11 tuổi và con là đóng vai bé Quân, con của mẹ Thảo và ba Danh ạ. Tiếp tục luôn. Dạ, chào cô chú, con tên là Lưu Mỹ Uyên, năm nay con 10 tuổi, con đóng vai bạn của hai cô lúc nhỏ ạ. Đợi con lỡ rồi con giới thiệu luôn đi con. Con tên là Tính Nguyễn và... Bố tôi là... Con nói gì, nói gì mà cái giọng mà con hay nói trên mạng á. Con tên là Tính Nguyễn. Con sao nói luôn đi. Con lại thảm giọng với Tứ Hậu. Cảm ơn con. Rồi bên kia nữa, ai chưa giới thiệu luôn không? Trâm Anh nói đi. Dạ, con xin chào mọi người. Con tên là Trâm Anh. Cảm ơn con. Tiếp tục chuyện mất giùm chú đi con. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Mỹ Tiên và em đóng vai Ngân, bạn của Vi trong phim ạ. Em chào tất cả mọi người. Em tên là Mai Linh ạ. Em đóng vai Oanh, bạn thân của Vi ạ. Dạ. Xin mời em. Xin chào mọi người. Mình là Seri và mình đóng vai Vi, con của bố Hai Khôn và mẹ Mai ạ. Dễ thương không ạ? Phải nói là dàn cast của lần 7 lần này rất chất lượng . Có rất là nhiều những gương mặt mà tất cả quý vị và bạn đã rất là quen trên các nền tảng mạng xã hội, và có rất là nhiều các bạn fan nữa. Và tiếp tục các bạn thấy cắn trái nha, xin mời các em. Như lúc nãy thì em cũng đã có xuất hiện phần đầu rồi, và xin được giới thiệu lại, em là Lê Thu trong vai Sáu Thi, vợ của Sáu Tông. Con gà được kiếm mẹ đâu. Dạ, em gà được kiếm mẹ rồi. Dạ, đây có mặt tại hội trường hôm nay ạ. Đóng một vai bí mật trong lật mặt 7. Xin mời quý vị khán giả ngày 26/4 này ra đạp ủng hộ em cũng như là ekip lật mặt 7 một điều ước nhé. Con chào cô chú, mọi người có mặt tại đây con xin chào. Con xin hết là sao? Là con tên gì, con đóng vai gì? Con tên là Phú Chí, con đóng vai gì? Con đóng vai bạn của Hai Khôi ạ, vỗ tay ạ. Một lần nữa, dòng đồng hành thật lớn cho các bé. Đây chính là những diễn viên nhí sẽ mang đến màu sắc rất đặc biệt cùng với lật mặt 7 một điều ước . Và một lần nữa xin được cảm ơn tụi con rất là nhiều, vừa mang đến một cái phần trình diễn rất là trendy, khuấy động sân khấu và khuấy động không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Một lần nữa, một lời chào và gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người. Một đám tay thật lớn đúng không ạ? Xin được cảm ơn tụi con nha. Hẹn gặp lại tụi con ở ngoài rạp nha. Cảm ơn rất nhiều. Thank you. Quý vị thân mến, buổi tối ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một ca khúc, và đây cũng sẽ là một ca khúc OST của Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc được hay tên là Bạn Ơi. Trời ơi, dưới đây ai cũng biết luôn nè. Nói được một cái là ai cũng biết Bạn Ơi liền. Và lần này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với dàn cast của Lật Mặt 6.
đó chính là Trần Kim Hải, Quách Ngọc Tuyền, Thành Thức, Trương Minh Cường, Đinh Đi Nhu, Vương Anh và Bim. Đó chính là tác giả của ca khúc Bạn Ơi. Một tràng pháo tay thật lớn cho phần trình diễn ngay sau đây. Xin cảm ơn Lê Hải, Phạm Dưỡng. Xin bạn nào có đồng cảm xúc dạ. Ok, bây giờ Lê Hải và Phạm Dưỡng sẽ hát một ca khúc mà Lê Phạm Dưỡng viết lời cho Lê Hải. Mời các bạn lắng nghe lại ha. Ok. Giọng hát của đạo diễn Lê Hải có nội lực không ạ? Một tràng tay lớn lên được không ạ? Rất là cảm xúc, rất là cảm động. Được mọi người ủng hộ vậy chắc là quay trở lại làm ca sĩ quá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Bây giờ Lê Hải sẽ hát là một cái ca khúc lời Việt của ca nhạc sĩ Thái Hùng. Bây giờ Lê Hải hát thử một đoạn, nếu mà các bạn đồng ý thì Lê Hải sẽ hát hết bài nha. Ok, hát chay trước. Giờ sầu nào với anh trong tim, mà ông người vô tất bao đêm. Ngập ngồi tối mơ nghe như chơi với khi bao điều đưa vũ màu. Em đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời. Em mang con tim anh về đâu. Wow. Vậy là hát hết bài ha. Yeah. Xin mời nhạc ạ. Nhiều xin cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một không khí quá tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa,
thay mặt cho đoàn làm phim Lật Mặt Bảy Mộng Điều Ước, xin cảm ơn tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Wow, thật là tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hơn và hy vọng.